ơi, chào mừng quý vị các bạn lại quay trở lại kênh mua bán ô tô của em Vũ Duy Ô Tô, chuyên các cái dòng xe khù khoằm làng nhàng, chuyên các cái dòng xe Beijing X7. Anh em cứ yên tâm đi, Beijing X7 nhà em có luôn cả một chỗ chuyên sửa chữa bảo dưỡng này, mông má, độn vú căng mông cho anh em. Nên là riêng về cái dòng này thì anh em cứ yên tâm nhá. Hôm nay thì rảnh rỗi em mang hẳn lên 3 con Beijing lên trên này để cho anh em người ta spa. Và ngay địa chỉ tại H2D Auto. Đấy, anh em nhìn này, địa chỉ ngay đây nhá, ngay cầu Giấy đại lộ Thăng Long ngõ số 8, à đường số 10, số 10 ngõ 8. Vâng, bé loa em cái. À, một chiếc xe Beijing X7 màu xanh cực kỳ đẹp. Con này thì anh em nhìn cái là biết ngay là chất rồi. Vâng, con này thì hàng độc hàng hiếm luôn, biển tứ quý tôi à quên nhầm, 3 số 4 nhá. 30H48544, xe còn rất là mới. Đấy, La Răng xịn sò 2021. Đó, con này anh em nhìn quả sơn mờ này, mê ly luôn. Đấy, riêng cái màu này độc lạ, độc nhất vô nhị tại Việt Nam nhá. Bác chủ sinh năm 1986, chả biết thế nào. Đấy, cửa sổ trời full palo, ghế napan. Đấy, túi khí an toàn. Dòng này thì nó là ba màn hình vô cùng xịn sò rồi, thoát tốc thông minh, phanh tay điện tử. Và nói chung là nhiều cái chế độ mà thực sự anh em đi cao tốc rồi mới hiểu rằng là tiền nào của đấy. Nhưng mà ở đây mình có câu là tiền ít nhưng mà mình hít được lò thơm. Đấy, anh em nào mà thích cái dòng Beijing X7 mà muốn mua một chiếc xe chất thì anh em cứ chơi mấy con lươn lướt thế này là hợp lý này. Mua xe cũ làm gì, với cái tầm tiền này anh em mua mấy cái con Kia Sorento hay là Fortuner, em nói thật anh em như đi đường không bằng cái loại này luôn. Vừa đầm vừa chắc, đi vừa êm vừa sang, mà đặc biệt là dòng này thì đi thì khỏi chê được câu nào. Đấy, anh em nhìn thiết kế của nó này, đặc biệt là quá độc đáo luôn. Riêng cái màu xanh này không chê được rồi. Nhà em thì màu gì cũng có nhá, màu vàng cũng có, tí nữa đến màu vàng. Tiếp theo là đến màu titan, anh em nhìn rồi, quả độ rồi, nhìn này. Bác chủ cũ và cái chơi toàn như kiểu là cái gì, Tesla. Ông ấy kiểu ông thích Tesla nhưng mà không có tiền, ông mua Beijing. Vâng, nội thất còn đẹp như mới luôn, xe chạy được đúng 6.000 cây. Đấy, anh em bảo xe chạy 6.000 cây nó chả mới như thế này sao. Đấy, vân gọi là cái gì nhỉ, người ta gọi là đèn xung quanh xe chìm ngay ở trên phần táp lô cũng như là táp ly. Đấy, hàng xịn sò, túi khí an toàn xịn sò này, cửa sổ trời full palo lama này, cửa hít nhá, con này cửa điện, cửa hít luôn này. Và xe thì đảm bảo cho anh em là không phải nghĩ ngại về chất luôn, khóa khiển thông minh đầy đủ, ba màn hình đấy, Android quá xịn sò và hệ thống tích hợp. Đấy, đăng kiểm đến tận tháng 11 năm 25. Ông nào mà mua con này thì quá hợp lý luôn, vừa rẻ vừa ngon, giá loanh quanh có chưa hơn 6 đồng. Đấy, vừa đẹp luôn. Và biển thì Hải Phòng 15A34707. Từ Hải Phòng nhưng mà lên tận trên này để mua, để gọi là giao dịch anh em ạ. Vâng, giao dịch để thành công nhá. Và anh em nào mà có tầm tiền như thế này thì anh em cứ mua con này là hợp lý này. Loanh quanh có 600 triệu thôi, rẻ ngang bằng những cái mẫu xe gọi là sedan gầm thấp rồi nhá. Nhưng mà anh em đã có ngay được một chiếc xe SUV gầm cao, form 7 chỗ nhưng mà dáng chỉ 5 chỗ thôi. Xe cực đẹp luôn. Màu đen em cũng có. Đấy, nội thất màu nâu, toàn bộ là nội thất màu nâu, cam 360 độ. Đấy, xi nhan tích hợp đầy đủ. Và xe thì em đang rút hồ sơ rồi, anh em về bây giờ là chỉ có việc là ra tên bấm biển thôi, không cần phải làm gì. Còn tiếp tục bên này thì đây. Đấy, màu trắng em cũng có luôn này. Toàn bộ xe đều là xe lướt, xe mới nhá. Đảm bảo cam kết cho anh em là không có đâm va tai nạn ngập nước. Còn lại va quẹt chảy xước thì anh em bỏ qua, thì căn bản là xe cũ đi rồi không tránh khỏi đâu. Còn nội thất bên trong xe thì cực kỳ đẹp luôn, anh em nhìn này. Đấy, nội thất thì vô cùng ok, chê làm sao được câu này. Đấy, mà lại tuyển ngay một nam thanh niên chỉ có ăn với đây gọi là lương 200 củ đến tháng này, chỉ có đi ăn với cà số thôi. Anh em thấy chưa, vừa rẻ vừa ngon vừa chuẩn. Đấy, mà xe thì bao chuẩn chỉ cho anh em nhá. Động cơ con này chỉ có máy 1.5 thôi, turbo, mức tiêu thụ nhiên liệu rơi vào tầm khoảng con này xem nào, 6 lít 7 đến 7 lít thôi. Vâng, nếu anh em nào không tin thì anh em cứ có thể là mượn xe đi thử một tuần, anh em sẽ thấy ngay cái mức độ tiêu thụ nhiên liệu của chiếc xe cực kỳ ấn tượng luôn. Và anh em nào mà thích thì anh em cứ qua bên này chăm chút xe đầy đủ. Nhưng nhớ là mua thì đọc code Vũ Duy Ô Tô để cho anh em người ta giảm giá kịch sàn cho anh em nhá. Động cơ máy 1.5 turbo GDI này, anh em nhìn này. Máy số thì đừng có hỏi là tại sao mà nó lại ngon này. Động cơ máy của dòng này thì nó quá bền bỉ rồi, mà giá thì vô cùng hợp lý nhá. Vâng, giá con này thì đấy, như này em bán được là độc hơn 5 đồng, chưa đến 6 đồng. Nói chung là tầm tiền này thì anh em kiếm đâu ra được con xe mà nó ngon lành cành đào này đâu. Đấy, úi giời ơi, cái này là nó đóng như thế nó mới không có tiếng kêu. Thực sự phải nói là khoang máy nó quá tiết kiệm không gian diện tích luôn. Đấy anh em nha, đấy toàn bộ đồ là đều là bằng nhựa, là nhựa này là dạng nhựa cao cấp nhá, nhựa đen cao cấp luôn. Nói thật anh em là với một cái form như thế này, em khẳng định với anh em là nó hơn con CX5 này rồi, bằng cái tầm tiền. Như con Beijing X7 này sẽ ngang bằng tầm tiền với một con Mazda CX5 bản full 2018. Nhưng mà thực sự không ăn thua về form, không ăn thua về công nghệ và không ăn thua về mức độ tiêu thụ nhiên liệu luôn.
Đấy, xe đẹp như này mà không chê được còn chê cái gì nữa, mà chả hiểu anh em là nghĩ cái gì. Cứ loa bảo xe tàu, em nói thật anh em, như mình xe tàu nó mới đi đầu công nghệ anh em ạ. Đấy, hàng ngon như thế này mà không mua thì mua cái gì bây giờ chứ. Và đây, màu trắng nha em có này. Ờ, màu trắng nha em có luôn. Đấy, anh em nhìn này, cảm biến xung quanh xe nhá. Đấy, cảm biến này, xịn xò. Đấy, trước sau đầy đủ và option thì không chê câu nào, công nghệ thì hiện đại vô cùng. À, màu vàng rồi, màu vàng rồi. Đấy, anh em nào thích màu vàng thì có ngay này. Riêng màu vàng nhà em chỉ có một con duy nhất nhá. Con này thì em mới nhập từ tận bản, nói đùa chứ con này là em mua từ Huế. Vâng, Huế đã rút biển rồi. 75-24196 này. Đấy, đã rút hồ sơ rút biển rồi. Bây giờ anh em nào mà thích thì anh em điện thoại ngay. Con này anh em chỉ cần báo Vũ Duy Auto, em để cho anh em cái giá cực kỳ thơm, cực kỳ rẻ cho anh em. Đấy, máy số zin, xe zin, một chủ từ mới luôn nhá. Và bác chủ cũng là người cực kỳ am hiểu về xe. Đấy, người ta am hiểu thế, nhà có 4 con xe, bây giờ bán một con đi bảo là đổi lên đời một con xe mới. Đang chơi con BZ40 mà, thế ông bán con này đi. Thế nên là anh em nào mà cảm thấy mà bảo là xe tàu chê được, em nói thật anh em là hỏng hình hết rồi. Đấy, xe nó đẹp như thế này chê làm sao được, mà người ta đi những cái dòng như này thực sự là công nghệ thì quá hiện đại luôn, mà chất xe thì khỏi bàn, cam 360 độ xịn sò thế này ok. Và nói chung là form này thì chẳng chê được câu nào, anh em nào thích thì điện thoại ngay nhá. Ok, cảm ơn các bác. Và đấy, bác nào mà thích thì mời các bác qua số 10 đường số 8 tại đại lộ Thăng Long để có thể là mua được những chiếc xe tuyệt vời, hoặc là qua địa chỉ bên em Vũ Duy Auto qua số 0869158926. Nói thật các bác, nếu mà so với form con Kia này thì vẫn ăn hơn các bác. Vâng, nó rẻ hơn mà. Chắc chắn rẻ hơn Sorento rồi. À, còn ông này thì bỏ qua. Mình cũng chơi, mình ít tiền nhưng mà mình có xe nó ngon hơn. Ừ. Vũ Duy Auto, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.